Cửa hàng lột máy cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2024. Cái chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nhá. Đấy, và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ D. D1 này, D2 cho tới D8 nhá anh em nhá. Đấy, tại sao mà em lại đánh dấu ký tự là lô chữ D? Để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Ví dụ là anh em ưng một trong 8 con máy cưa xích sau đây nhưng mà không biết tên con máy là con gì và muốn đặt hàng của bên em, thì anh chỉ cần bảo là anh muốn mua con D mấy là được anh em nhá. Ví dụ anh muốn mua con D1 là được này, hoặc là anh muốn mua con D2 là được này. Cả hai chúng em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho anh em tới tận nhà. Máy móc đúng như trên video quảng cáo luôn, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nhá anh em nhá. Không bắt anh em phải cọc cạch gì trước cả, nên là anh em mua bán thì hoàn toàn yên tâm về việc cửa hàng chúng em. Và em có cái tờ giấy em dán lên cái phần tay cầm của cây máy này rồi này. Đấy, đây là cái số, đây anh em nhìn thấy cái mấy con số đấy không? Đây là giá thành của cây máy anh em nhá. Hôm nay công khai giá trên video luôn. Anh em mua bán rất là thoải mái luôn anh em nhá. Đấy, anh em tham khảo giá thoải mái luôn. Con nào thì chỉ cần cho cửa hàng chúng em xin tên, địa chỉ, số điện thoại, em ship đến tận nhà cho anh em. Không bắt anh em phải cọc trước gì cả. Đấy. Và đúng giá như trên video luôn anh em nhá. Đấy, và cửa hàng chúng em đây là giá thành của cây máy, và giá này thì đã hoàn toàn bao ship cho anh em rồi. Và tất cả những con máy sau đây sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng sử dụng, và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh, và hoàn toàn bao ship cho anh em nhá. Hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em ghi ở trên cái tờ giấy là được anh em nhá. Rồi, đầu tiên là con D1. Đó, còn hai cái con cửa hàng chúng em hôm nay thì lên cái lô cơ xích này đây thì có hai cái con. Một là con D1 và con D2. Hai con này thì cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em nhá. Còn từ con D3 cho tới con D8 là hàng bãi Nhật. Hai con này ấy, thì thật ra là nó hàng máy mới chứ không phải là hàng máy bãi. Đấy. Cho anh em nhu cầu nào sử dụng ít, giá gia đình, cần một chiếc máy cưa xích hàng hạt rẻ thì có hai cái con này đây, thì nói chung là vẫn là đảm bảo yếu tố chất lượng cho anh em. Độ bền thì rất là cao, và dòng này thì phụ tùng thay thế rất là dễ dàng anh em nhé. Đấy, con đầu tiên là con D1 là con máy cưa mini này anh em. Cưa xích Komatsu CS 2500 anh em nha. Giá là 1.250.000. Đấy, con này thì lam của nó chỉ có dài vỏn vẹn là 30 cm thôi. Có hàm rồng găm gỗ đầy đủ này. Con này thì mini cho anh em về cắt cành tỉa nhánh sử dụng gia đình nhá, hoặc anh em nào leo trèo trên cao. Đấy, cần một chiếc máy cưa xích nhỏ nhẹ, cầm được một tay, hoặc là anh em là lớn tuổi rồi đấy ạ. Đó, thì không cầm được máy to thì làm cái con máy nhỏ này cho cả hai chúng em. Con này thì chỉ có 1.250.000 thôi. Đánh dấu ký tự là D1 nha anh em nhá. Đó, 1.250.000 D1. Con này thì có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, sử dụng vẫn là hai ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 13 nha anh em nhá. Đấy. Rồi, con này thì nó là hàng Komatsu, cơ xích Komatsu KM7300. Mini cho anh em nhá, 1.250.000, rất là nhỏ nhẹ, giật tét nổi cho anh em nghe qua này. Đấy, anh em thấy không? Nhỏ nhẹ nha anh em nhá. Con này thì nổ rất là ngon luôn, và tua của nó rất là khỏe. Anh em về cắt cành tỉa nhánh ấy, thay vì xài những con máy mà chạy bằng pin ấy thì nó yếu xìu của anh em. Trái con này cho cả chúng em cân nặng thì khoảng tầm 3 kg thôi anh em nhá. Đó, và anh em nào đây với cái thanh lý thêm con này nữa. Con này thì nó là hàng máy to. Đấy, ví dụ là anh em nào mà cần một cái máy cưa xích to khỏe để về sử dụng cắt hạ gốc cây đây, hoặc là cắt gỗ lớn nhé anh em nhá. Thì con D2 này đây, con này thì giá 1.500.000 thôi anh em. Đấy, con này là tên máy là Nakata nha anh em nhá. Con này đặc biệt sẽ sử dụng cho anh em là lam sẽ dài là 55 cm. Đấy, xích là xích 34 mắt. Đó, và đây là có lỗ bô 3 cửa xả này. Đấy, lốc là lốc hộp kim nhôm nha. Có hàm rồng căm gỗ đầy đủ cho anh em. Con này thì nó là máy lớn. Cân nặng của con này nó tầm khoảng 7 kg cơ anh em. Nên là nó sẽ tích hợp cho anh em là cái chụp giật trợ lực ở đây, để giúp cho anh em giật nổ máy nó nhẹ nhàng nhá. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó, nòng của con này là 45mm. Hàng máy này là máy mới 100% nha anh em nhá. Đó, chứ không phải là máy cũ đâu anh em. Đó, con này thì cả hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em. Anh em là nhu cầu về sử dụng cắt gia đình, đồ linh tinh ấy ạ. Đó, cắt ít thì lấy con này về xài cho nó tiết kiệm tiền nha anh em nhá. Đó, mà vẫn là đảm bảo cho anh em yếu tố là đảm bảo chất lượng và bảo hành cho anh em chính sách 6 tháng sử dụng cho con này. Đấy, hàng này xài rất là ngon luôn, và phụ tùng đến nữa hỏng hóc ấy sửa rất là nhiều. Đấy. Đó, D2 giá 1,5 triệu nha anh em nhá. Rồi bắt đầu là từ con D3 đầu đi này, D3 đầu đi cho tới con D8 là hàng máy Nhật bãi nha anh em nhá. Đấy, con D3 đến con D8 là hàng máy Nhật bãi này. Hiện tại nếu trong cái lô mà máy Nhật bãi sau đây ấy, thì đại đa số đều là hàng mini sử dụng gia đình anh em nhá. Đó, chứ không có hàng khai thác đâu. Có hai con D7 và con D8 nha. Đây, hai con này, con D7 và D8 là hai con này thì để khai thác tầm trung thôi. Nói chung là để khai thác nhẹ nhàng thôi nhá, chứ còn nếu mà khai thác chuyên nghiệp thì lô này thì không có nha anh em nhá. Còn 4 con máy này, con D6, D5, D4, D3, 4 con này là hàng máy mini cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha anh em nhá. Con này thì con D3 này, D4 này, D5 này, D6 này. Đấy, 4 con này thì chỉ để về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đủ lại thôi nha anh em nhá. Đấy, còn nếu mà anh em muốn cắt gỗ to hơn đường kính khoảng tầm 30 35 cm đủ lại thì có con D7 và con D8 nha anh em nhá. Đấy, anh em tham khảo và xem cảm thấy phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình thì anh em hãy tham khảo anh em nhé. Tránh tình trạng mà anh em muốn cắt gỗ to mà anh em lại đi mua cái con máy nhỏ như thế này thì về không cắt được đâu anh em. Đấy, anh em phải tham khảo nha anh em nhá. Rồi, con D3 là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Hitachi này anh em. Hitachi giá 1,8 triệu nha anh em nhá. Hàng này thì nó là hàng máy bãi, con này thì mini cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại. Đây, Hitachi này anh em. CS35, con này sử dụng hai ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Đó, lam con này sẽ dài là 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là xài xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Và dòng này thì nó là hệ đời mới, thiết kế dạng tay dài. Con này thì công suất của con này là 33cc, nòng của con này là 38mm nha anh em nhá. Còn núm bước sao phụ đầy đủ này. Đấy, máy móc liền mạch, không có bể vỡ nát nát gì cả. Máy này thì nó là hàng chuẩn máy bãi 100% luôn, hàng này là hàng cũ, hàng máy bãi nha anh em nhá. Đó, E3035 này. Đó, đây là toàn chữ Nhật thôi anh em nhé. Đấy, thấy không? Đó. À đâu, con này như là công suất là có 30,1cc thôi này anh em. Anh em nhìn thấy chưa? 30,1cc nha anh em nhé. 1,8 triệu cho con này. Con này thì anh em về sử dụng mini xài gia đình là khá là hợp lý luôn. Đây, lam của nó đây, mặt cắt là được khoảng hơn găng rưỡi tay. Đấy, phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích nha anh em nhá. 1,8 triệu cho con này, hàng máy liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả. Anh em sử dụng con này thì khá là ok luôn anh em. Đấy, không phải lan tan gì cả nha anh em nhá. Đó. Đấy, cho anh em nhìn qua một con máy này khá là chất lượng và đảm bảo đẹp cho anh em. Với cái tần suất quá đẹp luôn anh em nhá. Nhìn này, không có nứt nát bể vỡ gì cả. Rồi ra tiết nổ cho anh em nghe qua này. 1,8 triệu nha anh em nhá. Bao ship cho anh em luôn. Vào dòng này ấy, đến nữa hỏng hóc ấy thì phụ tùng của nó rất là nhiều, phụ tùng sửa chữa rất là nhiều, hầu như ở chỗ nào cũng có phụ tùng anh em nhé. Đấy, và cửa hàng chúng em bán ra sẽ cam kết cho anh em bảo hành cho anh em chính sách con này trong vòng 6 tháng sử dụng. Đó. Rồi tiếp tục qua con D4 nha anh em nha. Là một con máy cưa xích. Hàng này thì đến từ nhà thương hiệu Singu này. 301 nha anh em nha. Hàng này thì nó là hàng nôi đồng cối đá luôn anh em. Anh em lấy con này về sử dụng cam đoan cho anh em là cái độ bền của nó sẽ cao nha anh em nha. Đấy, máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả. Sử dụng hai ốc chân lam. Con này thì lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích mini cho anh em nha. Đấy, giá bán là 1,9 triệu cho con này nha. Đây, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên này anh em. Đấy, máy móc nhìn cái tem sáng sủa không? Đấy, chữ là toàn chữ Nhật nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn này, toàn là chữ Nhật cả đây anh em. Đó, D4 giá 1,9 triệu cho con này nha anh em nhá. Đấy, con này thì mini về sử dụng gia đình, cắt những khúc đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại, đường kính khúc gỗ nha anh em nhá. Đây là phần đổ nhớt để bôi trơn lam xích này, đây là đổ xăng pha nhớt nha anh em nhá. Đấy, Singu. Con này thì cân nặng thì chắc tầm khoảng 4kg, 4,5 kg. Mini cho anh em về sử dụng cắt cành tỉa nhánh này, làm vườn, làm rẫy, đồ linh tinh. Hoặc là anh em cầm cái máy đi làm rẫy để gọi như cắt cành cà phê, đồ linh tinh đấy. Đó, hoặc là anh cắt củi, đồ linh tinh nhá. này thì máy móc nổ vẫn là ngon lành, tình trạng máy móc đẹp cho anh em. D5 là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Echo Kioritz này anh em. Echo Kioritz nha anh em nha. Con này thì nó là hàng Echo Kioritz 3300. D5 giá 2 triệu đồng anh em nhé. Hàng này thì nó là hàng máy xịn anh em ạ. Echo nha anh em nhé. Anh em nào mà am hiểu về dòng máy cưa có lẽ không còn xa lạ thương hiệu này nữa rồi. Lam con này sẽ là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là size xích mini, sử dụng 2 ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Đấy, giá bán 2 triệu đồng anh em nhé. Có núm bông xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Đó. Đây. Mã số ký hiệu đó là Made in Japan nha anh em nhé. 004397 CS3300. Đấy, chữ là chữ Nhật nha anh em nhé. 2 triệu đồng cho con này. Con này thì nó là công suất 33cc, nòng 38 ly. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nha anh em nhé. Có cái tem ở đây nữa thì mới tem thì cả chúng em về dọn rửa vệ sinh nó bị bay đi mất này. Đó. Nhưng mà máy móc không sao đúng không? Quan trọng là nhìn ngoại hình của nó đẹp là ok. Anh em về sử dụng con này thì nổ rất là khỏe nha. Cái vòng tua máy rất là cao, nghe tiếng máy rất là thoát máy luôn. Em giật nổi thôi. Sang đóng lè lên cái này. D5 giá 2 triệu đồng nha anh em nhá. Rồi qua con D6 này là một con máy cưa xích Tanaka. Đấy, rất là nhiều anh em hay hỏi về cái dòng này đây anh nha. Nay lại về hàng được một con nha, máy móc tình trạng đẹp. Made in Japan này anh em, con này thì công suất là 33cc, đường kính chai bít tông là 38mm. Lam con này sẽ dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là size xích mini cho anh em. Đấy, máy móc tình trạng liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả anh em nhá. Hàng bãi Nhật, đây nhìn ốc ác này, còn 7 màu luôn này anh em. Đó, có núm bông xăng phụ đầy đủ cho anh em. Giá 2 triệu đồng cho con D6 này đây anh em. Anh em về sử dụng quá là ok luôn rồi nha anh em nhá. Đấy. 335 này, Made in Japan này, công suất 33cc. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nha anh em nhá. Làm khá là dài, làm 40cm cơ anh em. Rồi giật kết nổ cho anh em nghe. Con này thì nhu cầu cho anh em về sử dụng cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh. Đó, về cắt củi nấu rượu đồ linh tinh là ok luôn anh em nhá. Có núm bông xăng phụ đầy đủ này. Đây, phần bên trên là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích anh em nhá. Dòng này thì nó là hàng quốc dân này. Anh em rất thích sử dụng cái dòng này và đến nữa phụ tùng thay thế rất là nhiều nha anh em nhé. Chính sách sẽ bảo hành cho em trong vòng 6 tháng và cửa hàng chúng em sẽ hoàn toàn bao ship cho anh em. Đó. Cửa hàng chúng em thì chuyên sưu tầm những cái dòng máy mà hàng VIP, hàng chất lượng thôi. Nghe rất là sướng nha anh em nhé. Đấy, D6 giá 2 triệu đồng cho con máy cưa xích như thế này. Anh em cần thì gọi ngay cho bên em nhá. Rồi qua con D7 và con D8 này. Hai con này thì nó là hàng máy cho anh em về sử dụng với cái tần suất sử dụng nhiều này, khai thác tầm trung. Đầu tiên là một con máy cưa Shindaiwa 352. Con này thì công suất là 36cc, nòng là 38mm nha anh em nhá. Giá bán 2.700.000. Đấy, thương hiệu Shindaiwa này nó là thương hiệu nuôi đồng cối đá rồi. Bởi vì nó thiết kế cho anh em là cái lốc hợp kim nhôm luôn này anh em nhá. Cho anh em chuyên về sử dụng đấy ạ. Đấy, cắt cành tỉa nhánh hoặc là anh em về sử dụng tần suất nhiều thì cái lốc hợp kim nhôm này sẽ giúp cho anh em cái độ bền nó rất là cao. Lam con này phần mặt cắt là được phần mặt cắt chắc được độ khoảng 2 găng tay phần mặt cắt nha. Em thấy không? Đấy. Xích là cửa hàng chúng em đã thay xích mới luôn rồi. Đây là một sợi xích mới nhá. Đó, máy móc này, quá đẹp đúng không? Có núm bông xăng phụ đầy đủ này. Đây. Sử dụng 2 ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này anh em nhá. Đấy, đây chữ này Shindaiwa còn nguyên nhá, lam đẹp này, xích mới này. Anh em về làm con này thì hết sảy luôn anh em nhá. Nếu mà anh em có kinh phí cần một chiếc máy cưa xích hàng bền chất lượng thì con này là phù hợp nha anh em nhá. Đấy, 2 triệu 7 cho con này. Nổ nghe tiếng rất là đanh và khỏe nha anh em nhá. Đó. Rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cửa hàng siêu phẩm luôn anh em, một máy STIHL 1S200. Dòng này thì nó là hàng bãi của Đức nha anh em nhá. Đấy, anh em nào mà thích cái dòng STIHL này, dòng này thì để chuyên cho anh em phục vụ sử dụng khai thác tầm trung, sử dụng với cái tần suất sử dụng nhiều, lốc hợp kim nhôm nha, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đây, lam của nó sẽ là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Xích này thì đã thay xích mới và cho anh em hoàn toàn miễn phí rồi. 3.4 triệu dọc này nha anh em nhá. Cái này thì nó bị cháy xém một tí chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì cả. Còn máy đây, quá đẹp cho con này nha anh em nhá. Phần bên trong của nó đây, máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh em. Hàng này thì nó là hàng bãi Đức nha anh em nhá. Hàng này thì nó là hàng bãi Đức. Anh em mua mới không có đâu anh em, chỉ có hàng bãi như thế này thôi. Mà hàng bãi thì sẽ nó có con đẹp con xấu, mà cả hai chúng em thì chuyên bán con đẹp thôi anh em nhá, xấu không có bán. Đây là máy móc hoàn toàn yên tâm nha anh em nhá. Đây, máy móc liền mạch, không có bể vỡ nứt nát thì cả luôn anh em nhá. 3.4 triệu cho con D8 này đây anh em, dòng STIHL của Đức nhá. Đấy, nộp khá êm cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung với cái tần suất nhiều. Rồi, và vừa rồi cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cơ xích. Anh em ưng con nào thì liên hệ cho cả hai chúng em ngay để đặt hàng anh em nhé. Chỉ cần đọc cho em cái mã như thế là được anh em nha. D mấy là được, và cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại, em ship đến tận nhà cho anh em luôn. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nha.